Giờ bố yêu tình thật ban căng, anh hai mau thu xếp về nhà. Giờ chú cứ làm hậu sự thay anh, chứ anh đang ở Mỹ. Chục mẫu đất vàng vài trăm cây, bao nhiêu năm bố đã để dành. Giờ sáng tên để lại phần chú út, chứ dài tây thì thôi. Này chú tình bố giờ sao, nhanh vậy sao kêu đang bên Mỹ. Mỹ đình nên tao đi chắc nhanh, thế bố đã chia vàng cho chú út à chưa. Này bố thằng cả đã về đây, bố bệnh lòng con đây nhói đau. Từng giọt lệ này cứ rơi, chú chi đã sập rụng con thấy đau quặn lòng. Di chúc trên tay, các cuộc đời người cha để dành. Giờ những thứ này toàn bố đất với chỗ vàng của thằng anh. Thế tôi sao, bố để lại một cây khế già sẽ thuộc về thằng út. Xin chúc mừng, giờ xin hết bye bye luật sư đi nha. Giờ sắp xếp vào chăm sóc vườn nhà gốc khế mà nhiều năm nay bố chăm. À đã muộn rồi, về sắp hôm tối thì gặp mà nó bóp cho lè lưỡi đấy nha. Tặng anh hai một tung khế làm quà, gốc khế già của ông bố rất sai. Chúng mùa màng là biếu anh với chị, được rồi cứ giữ ăn về đi nhanh lên. Ông đã thấy chưa, cướp hết rồi còn cây khế già. Giờ không có gì ngoài tay trắng, tối nay cạp khế mà ăn. À đã có kế hay, ở trên mạng sự tình chú quả. Nó trà vàng vì đã trông khế và vàng lấy túi ba gan giàu sang vinh quang. Mà bà có biết sự tích cây khế không? Biết chứ. Ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng. Do tham lam thiếu đạo đức, nên chúng ta phải cho vợ chồng anh hai một bài học mới được. Nhưng mà bằng cách nào? Khế nào mua khế thì đi vào, ai cũng bày khế bán thế cô ơi. Không biết à, đang hót chen mà muốn đổi đời, bán khế cho chim, bán khế cho chim. Này hai em thân yêu, trang sức với đa quý, sao lắm ghê nhìn thấy phê do khế nhiều. Vừa hôm trước có chú chim đến ăn cắp khế, em đấm cho sợ quá nên tra đống vàng. Ô thế à, vâng đúng thế mà, tôi phải về trồng khế để bán cho chim. Ngu thế à, ta cướp luôn nga, sau đây là có khế cho chim, có khế cho chim. Thằng em trông hòm hèm, nhà bé rách hết vách, hai đứa em phải sống trong nhà tí tẹo. Giờ hai em sang kia, nhà to cứ thế sống, cây khế cứ để đấy anh lo giúp mày. Ông ở nhà canh gốc khế ra, tôi xuống chợ phải sắm cái túi ba gang. Chín đến là ta bắt ngay lại, đi lấy vàng giàu có nhất làng. Bao hôm nay đói mèo rồi ngất đến nơi, chẳng thấy chim bay đến đây ăn trộm gì. Này tại ông tham lam quá mà bị lừa mà chẳng nhận ra, sao số tôi no nhục ghê. Do tham lam thế nên phải chịu đắng cay, nó với tôi anh với em trong một nhà. Lừa lọc nhau sống trong bất hòa, một ngày nào mà ra đi ăn nói sao với tổ tiên. Tôi quyết rồi, kết thúc cuộc đời luôn đây, tránh ra bà không trễ giờ thăm Diêm Vương. Nay dừng lại bò giáo ra ngay, làm gì vậy kệ anh ra tay. Anh biết sai thế rồi em trách gì đâu,
Hai anh em sống đùm bọc từ thuở ấu thơ, có lỗi sai hai chúng ta vẫn giảng hòa. Mà giờ anh đã biết lỗi rồi, về nhà cùng làm cùng ăn, chung sống nương tựa vào nhau.